Để em hiếu cái que thôi. Tại em hiếu ra trễ. À, thấy đẹp chưa? Đẹp gái không? Rồi bây giờ anh hai làm đẹp gái hơn nè. Trời ơi, muối é. 500 rưỡi. Hai để trên cái nắp này nè hai. 500 rưỡi. Đẹp rưỡi nha. Hai để trên cái nắp này nè. Bỏ cái nắp đó. À. Rồi bỏ đi thuốc đi ba. Vô. Vô bắt đầu mình con cô gái lấy cái muỗng. À, múc muối é ra đây. Đây. Rồi chừng nào mình ăn cái gì miếng thì mình dùng giá. Mắm à? Mắm, ai ăn mắm thì ấy, không ai ăn mắm. Đây nè, ốc nó rớt nè ba, nè nè. Của cái này. Ngon chưa? Để nó đi, mắm mắm đây. Nó hàm của nó mà. Ôi cha, sao không lấy cái chén để mình ăn cái nước ta. Đâu cắt nó được. Cắt nó như đây không đẩy ra thôi. À, chuẩn bị hai cái này ra nữa. Cái phần này thịt. Phần nào nữa? Phần này thịt nhiều lắm. Nó dài. Phần này phần ngon nhất. Ngon. Mẹ cũng phải ăn cái gạch nè. Ngon ha. Ngon. Ok, đợi rồi. Đợi rồi, đây là mày nhất. Rồi bây giờ bắt đầu mình chấm tôm mình ăn. Chạy nước miếng không anh ơi? Này, chạy nước miếng không nè? Nè nè, nè nè. Ngon. Ba cắt cái càng nãy ngon á ba. Cái que với càng vậy.